Bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên. Biên kịch Mai Anh Cúc. Đạo diễn Hoàng Tổ Quyền. Chế tác Tống Bội Dân. Giám chế Lý Dĩ Dân. Với sự tham gia của các diễn viên Quách Kiến Hoa trong vai Kim Nguyên Bảo, Đường Yên trong vai Ngọc Kỳ Lân, Vương Dương trong vai Liễu Văn Chiêu, Cống Mễ trong vai Giang Hiểu Nguyên, Hoàng Minh trong vai Cố Trường Phong cùng một số diễn viên khác. Tập 36. Nè, Kỳ Lân sắp về nhà rồi. Cái gì? Ta nói Kỳ Lân sắp về nhà rồi. Nhưng nghe mẹ tôi nói mấy hôm nay phu nhân vẫn còn giận mà. Sao huynh lại tới đón cô ấy? Giận cũng phải đón về chứ. Thê tử của Nguyên Bảo ta sao có thể tùy tiện ở bên ngoài được. Không phải nói rồi sao? Mọi chuyện đều là từ chuyện mẹ của Kỳ Lân hết. Bây giờ đã tìm được rồi. Ở đâu vậy? Không phải ở đây. Tối nay mới ra tay. Để ta tìm được người về rồi, ta sẽ đi đón Kỳ Lân về nhà. Quá tốt rồi. Ta nói cho huynh biết nghe, giữ miệng cho cẩn thận, không được nói cho ai biết, không được để lộ tin tức, có biết chưa? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai hết. Hả? Hiểu Quyên không tính là người ngoài hả? Mình sẽ nói về Hiểu Quyên vậy. Kỳ Lân, tôi đem đồ ăn tới cho cô nè. Ủa, cô thực sự định ở đây mãi như vậy sao? Không có, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đợi tôi tìm thấy mẹ tôi sẽ theo bà trở về núi Nga My. Về núi Nga My? Vậy Nguyên Bảo thì sao? Quỳnh ấy phải làm sao? Cô là nương tử của Quỳnh ấy. Cô không cần Quỳnh ấy nữa hả? Quỳnh ấy là đại thiếu gia của Kim Phủ, mà tôi chỉ là một thôn nữ trên núi Nga My. Nhất thời có cảm giác mới mẻ, không có vấn đề gì. Nhưng nếu như phải sống chung lâu dài thì thực sự rất khó. Huống hồ tôi còn có mẹ tôi nữa. Mẹ tôi không thể nhận con trai bà ấy, mà tôi thì lại là con dâu của Kim Phu Nhân, người không hề thích tôi. Cô nói coi, chuyện này làm sao đây? Sao lại nói là cảm giác mới mẻ? Nếu như là cảm giác mới mẻ, cô sẽ không đỡ kiếm cho Quỳnh ấy. Quỳnh ấy cũng sẽ không xông vào cung xin thuốc cho cô. Hơn nữa, cô có chắc là sau khi về núi Nga My thì có thể dứt bỏ hết tất cả những tình cảm trong lòng mình được không? Nhưng Quỳnh ấy đâu cần tôi nữa. Hả? Vậy sao? Tôi chỉ biết là gần đây Nguyên Bảo càng ngày càng tiều tụy. Quỳnh ấy là một người sĩ diện như vậy, là ở trước mặt Trường Phong thở ngắn than dài. Chính Quỳnh ấy cũng thừa nhận là đã đối xử không tốt với cô. Có quỷ mới tin lời Quỳnh ấy nói. Tôi còn biết là mấy ngày nay Quỳnh ấy ăn không ngon ngủ không yên, cứ luôn nghe ngóng tin tức của mẹ cô. Đương nhiên là tôi còn biết được tìm thấy rồi. Hả? Cô mới nói gì? Tôi nói Nguyên Bảo tìm thấy mẹ cô rồi. Có thật không? Thật đó, nhưng mà cô đừng gấp. Chuyện này vẫn chưa ai biết hết. Bây giờ mẹ cô hình như bị nhốt trong một ngôi nhà ở hẻm Cát Tường, phường Như Ý. Chờ Nguyên Bảo cứu được bà ấy ra sẽ qua đây đón cô. Vậy tại sao huynh ấy, tại sao không mau chóng cứu mẹ tôi ra khỏi đó? Sắp rồi, sắp sửa hành động rồi. Huynh ấy nói cứu được mẹ cô xong sẽ tới thăm cô. Sao huynh ấy không nói sớm cho tôi biết? Vì đại thiếu gia nhà của cô, huynh ấy sợ nói cho cô biết sớm cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên chỉ bằng huynh ấy đưa mẹ cô tới đón cô về. Bây giờ thì vui rồi chứ? Còn muốn về núi Nga My nữa không? Còn không làm quà với Nguyên Bảo nữa không? Gặp được mẹ tôi rồi hãy nói. Biểu ca, ta tới để coi mùi sống có tốt không. Xem ra rời khỏi Kim Phủ rồi, mùi sống cũng rất vui vẻ. Rời khỏi rồi thì tự do tự tại hơn nhiều, không bị nhiều bó buộc nữa. Giống như một chú chim được thả về rừng, tự do tự tại. À, mà sao huynh biết được chỗ của mùi vậy? Ta gặp được Trường Phong và Hiểu Quyên, họ nói cho ta biết. Coi kiểu này Nguyên Bảo vẫn không từ bỏ được muội nên từng tới đây đúng không? Ai cần huynh ấy nhớ chứ. Sau này có dự tính gì? Sống ở đây cũng không được tốt. Hay là ta tìm chỗ khác cho muội ở? À, không cần đâu. Muội sống ở đây rất là tốt. Hơn nữa muội lại không phải là cành vàng lá ngọc gì. À, đúng rồi, Nguyên Bảo đã tìm thấy mẹ muội rồi. Bà ấy đang ở phường Như Ý. Đợi Nguyên Bảo cứu được mẹ muội ra, muội sẽ đưa mẹ muội trở về núi Nga My. Vậy không phải quá tốt sao? Muội cũng yên tâm được rồi. À, Kỳ Lân, ta còn chút việc, ta về trước đây. Cảm ơn biểu ca. Đại nhân, nơi ở của Ngọc Thị bị phát hiện rồi, dẫn người đi mau. Vậy không cần hỏi nhiều, đi là được rồi. Dạ. Ở đây. Dạ. Ở đây chờ lệnh. Bộ đầu, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bộ đầu, chúng tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Đại nương, bà xác định là đã nhìn rõ rồi chứ? Rõ ràng không sai, chính là bà ấy. Dương Cường Mã Trung, mục tiêu là giải cứu người. Cứu người là hàng đầu, đã hiểu chưa? Dạ hiểu rõ. Sao muội lại tới đây? Muội, Hiểu Quyên nói với muội Quyên đang ở đây, muội nghĩ có thể muội giúp được gì đó. Giờ không có thời gian nói nhiều với muội, tìm chỗ nào trốn trước đi. Nè, muội muốn đi cùng với Quyên. Dương Cường Mã Trung, hành động. Dạ. Mau, lục soát đi. Mẹ. Mẹ, sao lại không có ở đây? Kim Bố Đầu đã lục soát khắp ngôi nhà, không tìm thấy bất kỳ thứ gì. Đây là áo của mẹ muội. Thức ăn vẫn còn thừa một nửa, đèn vẫn còn cháy. Bọn họ vẫn chưa đi xa đâu, tiếp tục tìm. Dạ. Dạ. Đi. Nhất định là có người để lộ tin tức. Là thật. Chỉ có Dương Cường Mã Trung biết người chúng ta đang tìm là ai. Hơn nữa địa điểm nhiệm vụ cũng là vừa mới cho biết. Rốt cuộc có thể là ai được? Hiểu Quyên, Trường Phong và biểu ca, bọn họ sẽ không để lộ tin tức ra đâu. Liễu Văn Chiêu Sao hắn ta lại biết được? Lúc Quỳnh ấy tới thăm muội, muội nói Quỳnh ấy biết. Nhưng mà Quỳnh đừng có đoán bừa, không thể là Quỳnh ấy. Muội nói với hắn lúc nào? Muội đã nói Quỳnh đừng có đoán bừa mà. Là tôi làm việc không tốt, ra vào nhiều lần như vậy mà không phát hiện ra mụ đàn bà nhiều chuyện đó. A Quý không còn gì để nói, xin đại nhân trách phạt. Nếu ta trách phạt ngươi, sau này ai sẽ trung thành tận tâm làm việc cho ta chứ? Đứng lên đi. Mai là đại nhân phước lớn mạng lớn, thoát được nạn này. Lần này quả thật rất nguy hiểm. Nếu không phải ta tới thăm Ngọc Kỳ Lân, e là Ngọc Thị đã được cứu rồi. Sau này những chuyện như vậy không được có lần thứ hai. Dạ. Đại nhân, người nặng tình với Ngọc cô nương lại cứu được bản thân đại nhân. Đại nhân rất có phước, việc lớn ắt sẽ thành. Bây giờ nghĩ lại Ngọc Thị này ở trong tay chúng ta lâu như vậy, mới là một củ khoai nóng phỏng tay. Nguyên Bảo liều mạng đi tìm bà ta, cô mẫu cũng phải người tìm bà ta. Một trong tối một trong sáng, khua chiên gõ trống, sớm muộn cũng tìm thấy Ngọc Thị. Vậy phải làm sao? Cô cần phải... A Quý à, mặc dù ngươi làm việc tận tâm trung thành, nhưng tốt nhất là nên động não một chút. Bây giờ có nhiều người tìm Ngọc Thị, điều này chứng minh Ngọc Thị là một thứ vô cùng đáng tiền. Ngươi nghĩ thử coi, tại sao lại có nhiều người tìm Ngọc Thị như vậy? Tại sao Ngọc Kỳ Lân lại cãi nhau với cô mẫu, thậm chí còn động tay chân? Đúng vậy. Nói tới việc này, đêm đó thiếu phu nhân nhất quyết cho rằng phu nhân giết bà đỡ. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Ngọc Kỳ Lân lại nghi ngờ phu nhân chứ? Phu nhân là người cao quý, sao lại có thể đi giết một bà điên được? Đúng vậy. Ngọc Kỳ Lân luôn cho rằng cô mẫu giết bà đỡ, nhưng đối với Ngọc Thị, thà quấy gây gỗ với Kim Nguyên Bảo cũng không chịu nói ra lý do. Còn cô mẫu rõ ràng không làm gì hết, hoàn toàn trong sạch, nhưng khi bà đỡ chết lại lén lút đi an ủi người nhà của bà. Chuyện này nói ra cũng hơi kỳ lạ. Bà đỡ này, tại sao lại khiến cô mẫu để ý như vậy? Lẽ nào bà ta nắm điểm yếu của phu nhân trong tay mình? Có thể là điểm yếu gì chứ? Biểu đệ Kim Nguyên Bảo của ta, rõ ràng hơn 20 năm trước được cô mẫu mang thai 10 tháng sinh ra. Bà lưu người đã đẻ cho cô mẫu, đột nhiên bị đuổi tới thôn trang ở, khùng khùng điên điên. Rõ ràng hơn 20 năm trước ở Kim Phủ có một Dương Dì Nương, sau khi sinh con trai thì mất tích. Nếu như ta đoán không lầm thì Dương Dì Nương sau khi sinh bị mất tích kia chính là Ngọc Thị này. Mà con trai của bà ta lại chính là biểu đệ tôn quý và ngập của ta, Kim Nguyên Bảo. Quân cờ Ngọc Thị này nên đưa ra lúc nào đấy? Xin lỗi nha, ta đã không thông cảm cho muội. Mấy ngày nay ta chưa từng suy nghĩ kỹ càng. Mẹ của muội sống chết chưa biết, muội lo lắng như vậy là ta chưa đủ yêu thương muội. Muội mất bình tĩnh, ta lại còn đánh muội. Ta đã quá ngu ngốc. Sao ta lại để muội đi? Rõ ràng ta biết muội không nỡ bỏ ta, ta cũng không nỡ bỏ muội. Ta sai rồi, theo ta về nhà đi. Cầu xin muội cùng ta trở về. Muội chỉ là đang nhớ mẹ. Huynh còn hung dữ với muội. Ta xin lỗi, ta đã sai rồi. Ta nhất định sẽ tìm được mẹ muội, ta bảo đảm với muội. Chúng ta đi về thôi. Muội không về. Muội vẫn chưa tha thứ cho ta. Là mẹ Quynh không thích muội, rất ghét muội. Bà ấy sẽ không cho muội quay về đâu. Mâu thuẫn giữa mẹ ta và muội, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta suy nghĩ rõ rồi, bất kể là trên hôn thư, ký tên của ai, ta đã nhận định Ngọc Kỳ Lân muội chính là nương tử của ta. ta sẽ ở bên cạnh muội. Cũng như vậy, ta cũng mong là muội thông cảm cho mẹ. Mẹ Quynh ghét muội như vậy, Quynh kêu muội làm sao thông cảm đây? Muội lấy tên của Giang Hiểu Nguyên gả vào Kim Phủ, dù là với muội hay đối với Kim Phủ đều là một tai họa ngầm. Thôi bỏ đi, có nhà quyền quý nào không có bí mật chứ. Ta đã không quan tâm thân phận muội thì sẽ không sợ phải gánh vác chuyện này. Mẹ ta đã quản lý Kim Phủ 20 mấy năm rồi, bà ấy cũng không phải là người nhát gan. Nếu không, bà ấy cũng sẽ không gánh vác chuyện này. Nhưng mà ta biết rằng chuyện mà bà ấy lo lắng không phải là Kim Phủ, cũng không phải bản thân bà ấy, mà là ta. Hành động của mẹ ta lần này, suy xét lại, chính là cố ý muốn ép muội rời đi. Nhưng dù bà ấy là mẹ ta, cũng không thể quyết định cuộc sống của ta. Có điều Kỳ Lân, ta hy vọng muội có thể hiểu bà ấy. Từ bản năng của một người mẹ, bà ấy muốn bảo vệ ta, mặc dù người gây ra họa là chúng ta, nhưng người hốt hoảng lo sợ lại là bà ấy. Muội thừa nhận bản thân gây họa, nhưng bà ấy không thể vì Quynh mà bất chấp tất cả, không màng phải trả cái giá nào. Lẽ nào muội quên rồi sao? Trước đây mẹ ta yêu thương muội rất nhiều. Bà ấy không phải là một người nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Nếu không phải tại áp lực từ tấm bản ngữ ban đó, chắc chắn mẹ sẽ tiếp nhận muội. Cũng như vậy, nếu như muội chịu bỏ một chút thời gian tiếp xúc với mẹ ta, muội sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm của mẹ, muội cũng sẽ kính yêu mẹ. Nguyên Bảo, Quynh không biết đâu. Ta biết chứ, ta đều biết hết. Hai người cùng sống với một mái nhà, đây là cuộc chiến giữa những nữ nhân. Ta đảm bảo, sau khi muội trở về nhà, muội sẽ không cần phải khom lưng với bất kỳ ai. Ta tin là chỉ cần mẹ thấy quyết tâm của ta, thấy ta yêu muội như vậy, mẹ nhất định sẽ chấp nhận muội. Cũng như vậy, ta cũng mong muội vì ta mà tiếp nhận bà ấy, bao dung bà ấy, hiểu bà ấy, có được không? Nhận lời ta, cùng ta về nhà được không? Đi thôi. Thiếu gia, nước chuẩn bị xong rồi. Hầu hạ thiếu phu nhân cẩn thận. Nếu như thiếu phu nhân tỉnh lại, nói cô ấy ta đi tìm phu nhân một lát, để cô ấy yên tâm. Dạ. Mới có mấy ngày đã đón người về rồi. Người coi đó, có tách cũng không tách ra được. Dạ phải. Thật không ngờ, mới có mấy đêm đã đón về nhanh như vậy. Tôi nghe gác cổng nói, thiếu gia vừa bước xuống xe ngựa là đi thẳng về phòng luôn. Nha hoàn nói thiếu gia đối với thiếu phu nhân sự dịu dàng đó. Lẽ nào ta đã nợ mẹ con họ sao? Lẽ nào đây là báo ứng sao? Ngươi đừng nghĩ như vậy. Cái gì mà nợ chứ không nợ. Những người này đi cùng nhau thành ra hồ đồ. Giống như lão gia đối với Dương Dì Nương năm đó. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Phu nhân, đừng suy nghĩ nhiều. Dù nói sao đi nữa thì Ngọc Kỳ Lân cũng đã vì mẹ mình mà cúi đầu nhiều lần, cũng có thể coi là một đứa con có tình nghĩa. Đối với Nguyên Bảo là một tấm chân tình. Một tấm chân tình. Có điều tấm chân tình này không thể mang lại một kết quả tốt đẹp. thôi bỏ đi, không nói nữa. Chuyện nam nữ tình trường, con muốn tách cũng không tách được. Lần này dây dưa với nhau, nếu lại chia rẽ lần nữa, sợ là ta không giữ nổi đứa con trai của mình. Nếu Nguyên Bảo hiểu được tấm lòng của ta thì bây giờ nên qua đây mới phải. Thiếu gia tới rồi. Mẹ, con ngồi đi. Mẹ, vốn dĩ con không nên làm phiền mẹ, nhưng mà đối với chuyện này, nếu cứ kéo dài không nói cho mẹ nghe, con sợ mẹ càng không vui. Chuyện thê tử con trở về sao? Dạ, con tìm thấy cổ rồi. Con đã đưa cổ về. Hơn nữa, con còn nói với cổ, mấy ngày gần đây mẹ và cô ấy xung đột liên tục. Tất cả đều là vì mẹ quá yêu thương con. Con biết thì tốt, coi như ta không uổng công nuôi con. Mẹ là mẹ con, đương nhiên con hiểu. Con còn nói với cổ, chuyện mạo danh thành thân, mặc dù mẹ dũng cảm gánh trách nhiệm, nhưng người gây tội lại là tụi con. Người lo lắng sợ hãi là mẹ. Mẹ có ý kiến với cô ấy cũng là lẽ thường tình thôi. Thiếu gia, không phải tôi nói cậu, cậu cũng nên cảm thông cho tấm lòng của phu nhân. Phu nhân chẳng hề để ý tới bản thân của mình. Ta biết chứ. Mẹ, trong lòng con rất rõ, con là chủ nhân tương lai của Kim gia, cũng là con trai của mẹ, nên tất cả mọi chuyện con phải chịu trách nhiệm tới cùng. Sẽ không để mẹ phải nhọc tâm. Đồng thời con cũng hy vọng mẹ có thể đón nhận lại cô ấy, được không mẹ? Nếu con đã thích một nữ nhân, người làm mẹ như ta, ngoài vui mừng cho con, còn có thể làm gì? Huống hồ các con có tách cũng không tách được, có đuổi cũng không đuổi được. Và nói nhiều lý do. Nguyên Bảo, chỉ cần con vui là được rồi. Mẹ, một mình con vui vẻ sao được? Mẹ cũng phải vui vẻ, có đúng không? Như vậy đi, chúng ta bỏ qua hết những chuyện trước đây đi. Cả nhà ta vui vẻ bên nhau, được không mẹ? Được rồi, được rồi. Miệng lưỡi của con dẻo quá đi. Người thì ở chỗ ta, còn trái tim e rằng đã bay mất rồi. Cảm ơn mẹ. Vậy con lui xuống trước. Ngươi coi, nếu Nguyên Bảo thật sự là con ruột của ta thì tốt quá. Phu nhân, người nói gì vậy? Nguyên Bảo chính là con ruột của người mà. Phu nhân. Trời ơi, cậu tới rồi hả? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mới đêm hôm qua nửa đêm canh ba, dùng xe chuyển ta tới đây, hôm nay lại nhốt ta ở trong phòng này. Rốt cuộc cậu muốn cái gì chứ? Xảy ra chuyện rồi. Hả? Kỳ Lân gặp chuyện rồi à? Không phải thiếu phu nhân. Hả? Xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc là ai? Phu nhân, người nghe tôi nói. Sở dĩ đêm qua tôi đưa người tới đây là vì tình thế nguy hiểm, có người muốn bắt người đi. Hôm nay thiếu gia và thiếu phu nhân tới thăm người, kết quả trên đường đi gặp phải đám người đêm qua. Thiếu gia đã phải chịu một đau thay thiếu phu nhân. Nguyên Bảo nó bây giờ thiếu gia đang ở đâu? Cậu mau dẫn ta đi gặp cậu ấy đi. Phu nhân, bây giờ thiếu gia bị thương rất nặng, không cử động được, hiện đang nghỉ ngơi ở nhà người ta. Lan Trung đang tới đó. Thiếu phu nhân hiện đang rất hoang mang lo sợ, vì vậy sai tôi tới báo với người một tiếng. Ta xin cậu, dẫn ta tới gặp cậu ấy đi. Hả? Đi. Nào. Con ơi, mẹ tới thăm con đây. Dương Dì Nương, ba thật sự là Dương Dì Nương sao? Thì ra Kim Nguyên Bảo là do Dương Dì Nương sinh ra, vốn không phải con trai ruột của Kim Phu Nhân. Làm khó bà rồi. Nhìn bà lúc nghe tin Kim Nguyên Bảo bị thương khiến bà đau lòng. Thật đúng là mẫu tử tình thâm, không thể cắt đứt quan hệ máu mủ. Bà muốn làm gì? Dương Dì Nương, tuyệt đối đừng coi thường mạng sống của mình. Thân phận của thiếu phu nhân đặc biệt, nếu như bà có chuyện gì không hay, những ngày tháng trong phủ sau này cũng không dễ sống đâu. À đúng rồi, ta quên mất, còn có con trai ruột của bà nữa. Hả? Bà nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết là bà hận ta, nhưng mà rồi bà sẽ nhanh chóng biết ơn ta. Các người định làm gì Kỳ Lân? Không làm gì hết. Bây giờ cô ta trong phủ sống rất tốt, bà đừng lo lắng ha. Ta biết bà rất muốn gặp cô ta. Yên tâm đi. Nhanh thôi, mẫu tử các người sẽ được đoàn tụ nhanh thôi. Kim Nguyên Bảo thật sự do thê thiếp sinh ra. Đúng vậy. Bà Ngọc Thị đó vừa nhìn thấy người đã nói: Nguyên Bảo, ta là mẫu thân của con đây. Bà ta chính là Dương Dì Nương, tuyệt đối không sai. Cô mẫu ơi cô mẫu, 20 năm nay bà che giấu ta thật tài tình. Kim Nguyên Bảo bảo bối trong lòng của bà lại là con của thê thiếp Liễu Văn Chiêu ta. Điệt tử của bà lại bị coi như đầy tớ, bị Kim Nguyên Bảo giẫm đạp dưới chân, không có được bất cứ thứ gì. Hôm nay ta phải đòi lại tất cả. Bà rất tài trí đúng không? Tài trí thì đã sao? Nữ nhân yếu lòng vẫn như lại bà đỡ và Ngọc Thị tới bây giờ. Ông trời cho ta một cơ hội tốt như vậy, nếu như ta không tận dụng tốt sẽ làm trái ý trời. Cô mẫu, Kim Nguyên Bảo, Ngọc Kỳ Lân, thời điểm ta trở mình tới rồi. Chúc mừng đại nhân. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ dựa vào điểm này cũng chưa có tác dụng gì lớn. Cô mẫu tốn sức kinh doanh nhiều năm như vậy, hơn nữa còn tạo nền tảng vững chắc cho việc kinh doanh của Kim Phủ, sẽ không cam tâm chấp tay dân tặng đâu. Với lại hiện giờ cô mẫu có Thái Hậu là chỗ dựa lớn, ta chỉ có nhân chứng không có vật chứng, vốn không thể lật đổ bà ta, cho nên thật sự còn rất nhiều việc phải làm. Đại nhân, ngài có thể đem Ngọc Thị giao cho Thái Hậu hoặc nhị điện hạ. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Giao tình giữa cô mẫu và Thái Hậu rất sâu đậm, hơn nữa quân bài trong tay chúng ta cũng chỉ là một Ngọc Thị có thể vì con mà chẳng màng tất cả, không quan tâm tới mạng sống, không lợi dụng được. Còn về nhị điện hạ, lợi dụng hắn thì được, nhưng kêu ta dốc sức vì hắn đừng học. Tới bây giờ ta chỉ có một lá bài, chính là Ngọc Thị. Lá bài này ngoài ta ra đừng ai hòng lợi dụng được. Vậy đại nhân định dùng như thế nào? Trên thế giới này ai không muốn nhìn thấy Ngọc Thị nhất? Chính là cô mẫu. Về chuyện của mẹ, muội không cần phải lo lắng. Có thể tìm ra manh mối một lần thì cũng có thể tìm được lần nữa. Một người đang sống đâu thể dễ dàng biến mất, manh mối sẽ càng ngày càng nhiều. Muội biết rồi, muội tin huynh mà. Được rồi, bây giờ muội phải đi ra ngoài. Muội muốn đi đâu? Đi thỉnh an mẹ đó. Được rồi, huynh yên tâm. Muội biết huynh đã làm nhiều chuyện gì muội. Từ ngày mai trở đi, muội cũng tính là sẽ sửa bớt tính xấu của mình, sau đó cố gắng chung sống hòa thuận với mẹ, có được không? Trẻ nhỏ dễ dạy dỗ. Vậy muội đi đây. Nè. Đi đây. Đi đi. Đũa dùng chung ở đằng kia. Được rồi, được rồi. Nếu cô không có lòng thì đừng có miễn cưỡng. Tránh để cô khó chịu ta cũng không vui. Các ngươi lui xuống hết đi. Dạ, dạ. Ta nói thật lòng, lần này cô quay lại, ta rất là thất vọng. Ta không thích tánh tình của cô. Tánh tình của cô qua loa đại khái, ngoài một chữ dũng ra chẳng được cái gì. Quả thật không phải là người thích hợp làm chủ nhân. Càng không cần nói tới thân phận không phù hợp, lai lịch không rõ ràng. Bất luận thế nào cũng không phù hợp với thiếu chủ Kim Phủ. Con biết chứ, con cũng chưa bao giờ hy vọng mẹ sẽ thực sự đón nhận con. Đúng vậy, ta không đón nhận. Nhưng mà Nguyên Bảo thích cô. Trước nay Nguyên Bảo đều thích những cô gái ngay thẳng, nho nhã, lễ độ, không phải thô lỗ học thức kém giống như cô. Nhưng mà không ngờ nó lại vì cô mà có thể phạm tội khi quân. Ta chỉ có thể nói sự đời khó lường. Không cần nói, cô không cần nói, tôi cũng biết cô muốn nói tới mấy thứ tình cảm duyên phận. Ta không quan tâm tới tình cảm của cô, nhưng mà ta quan tâm tới con ta. Nếu nó thật lòng thật dạ với cô như vậy, ta cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật là cô ở bên cạnh nó thôi. Con biết là chuyện này đối với mẹ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Con cũng bằng lòng sẽ vì Nguyên Bảo mà cúi đầu trước mẹ. Rất tốt. Từ nay cô là con dâu của ta, ta là mẹ chồng cô. Chúng ta cứ qua loa cho xong, chỉ vậy thôi. Ta không trông chờ cô thành tâm tận hiếu với ta. Tất nhiên cô cũng đừng mong ta sẽ thật sự yêu thương cô, bảo vệ cô. Cô và ta đều vì nể mặt của Nguyên Bảo, chung sống hòa bình. Con hiểu ý của mẹ rồi. Con sẽ không để Nguyên Bảo khó xử. Tất cả điều này đều phải chắc rằng cô không làm hại Nguyên Bảo. Nếu cô gây bất cứ tổn hại nào cho nó, cho dù là cố ý hay vô ý, cho dù là vết thương ngoài hay vết thương lòng, ta cũng không bỏ qua cho cô. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Ừ. Chắc chắn là tối hôm qua Kim Mộ Đầu rất khó chịu. Đúng vậy, ta cũng đoán là vậy đó. Kim Mộ Đầu. Kim Mộ Đầu, tối hôm qua sao rồi hả? À, phải đó. Người cần bắt chạy hết rồi, còn có tâm trạng hỏi dư thừa. Người cần cứu đó không thể bay mất. Ta nghĩ chắc chắn là xe rác kia đã chở bãi đi mất. Còn vì người tiết lộ tin tức này... Kim Mộ Đầu, chúng tôi dám nói chuyện là bởi vì có tin tốt đó. Người lấy thuốc mà ngày kia chúng tôi theo dõi xuất hiện rồi. Hả? Lễ quản gia, thiếu phu nhân tới rồi. Biểu ca. Kỳ Lân. Nè, ngồi đi. Dân trà. Dạ. Không cần đa lễ, muội chỉ muốn tới gặp huynh để nói với huynh muội đã về. Đa tạ muội còn tới nói với ta là muội đã về. Tất nhiên muội phải nhớ rồi. Một mình muội sống lẻ loi ở bên ngoài, huynh có lòng tới thăm muội sao muội có thể quên được. Vì vậy bây giờ muội trở về, đương nhiên phải lập tức tới gặp huynh. Muội và Nguyên Bảo làm lành rồi. Ừ. Tối hôm qua muội cũng tới phần Như Ý, vốn dĩ muội muốn gặp được mẹ thật sớm, nhưng không biết có chuyện gì, cũng không biết là ai tiết lộ tin tức khiến mẹ muội bị người ta đưa đi. Mặc dù Nguyên Bảo không nói nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ Quỳnh ấy, muội biết Quỳnh ấy chỉ tìm kiếm mẹ. Quỳnh ấy đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vì đêm qua vẫn chưa tìm thấy mẹ, nên Quỳnh ấy rất áy náy. Thực ra bao nhiêu mâu thuẫn giữa chúng tôi đều là do việc mẹ muội mất tích mà ra hết. Nhưng nhìn thấy Quỳnh ấy chỉ tìm mẹ muội mà cố gắng lâu như vậy, muội cũng không muốn tiếp tục giận dỗi với Quỳnh ấy nữa. Cho nên muội mới quay về. Lần nào cũng khóc trước mặt của Quỳnh như vậy, mất mặt quá. Muội lại để Quỳnh chê cười rồi có đúng không? Không có đâu. Thật ra trong lòng ta thấy mừng cho muội và Nguyên Bảo. Còn nữa, muội có thể nói những lời này với ta cho thấy muội rất tin ta. Ta rất cảm động, cũng rất an ủi. Biểu ca vẫn luôn tốt với muội, tất nhiên là muội tin Quỳnh rồi. Liễu quản gia, trà tới rồi. À, Liễu xuống đi. Dạ. Nè. Đa tạ biểu ca. Ê. À. Sao rồi, có bị thương không? Có bị cắt trúng tay không? Không có, muội không sao. Để nha hoàn làm đi. Vậy việc này muội không lo nữa, giao cho người hầu của Quỳnh làm vậy. Muội đi trước đây. À, Kỳ Lân. Ta hy vọng muội sống ở đây cũng vui vẻ như khi sống bên ngoài. Ừ, muội sẽ như vậy. Đa tạ Quỳnh. Dùng đi, cứ tự nhiên nha. Đốt rượu đi. Dạ. Tự nhiên nha. Ý, chào khách quan. Dạ xin mời. Uống đi. Nè, ngài khoan quay người, coi chừng đụng trúng đó. Tiểu nhân đem món ăn lên ngay. Cho hỏi mấy người vậy? Vị đại gia, chỗ này đã có người đặt rồi. Không được, hôm nay đại gia ta đợi người. Vậy tôi ghép bàn cho ngài được không? Không được, cho ấm trà ướp qua, mau lên. Một ấm trà ướp qua mà uống cả ngày trời, đây còn dám xưng đại gia, tớ khinh. Ê cha, khách quan, dạ mời đi bên này. Khách quan à, chủ này có người đặt rồi. Được rồi, ghép bàn được không? Đủ rồi, đừng nói nữa. Một phần điểm tâm, một ấm trà, nhanh lên đi. Dạ được, có ngay. Làm cho đẹp một chút. Hey, cuối cùng ngài tới rồi. Ngài mà không tới, nhà tôi không còn gì đi ăn. Tôi đang chuẩn bị tới phủ tìm ngài đó. Đừng nói nhảm nữa, cầm được tiền thì im đi, vậy mới tốt cho người. Dạ. Lần nào cũng là đám nữ nhân thúi này, ta coi phát ngán rồi. Khách quan mua gương đi khách quan. đi. Hèn gì sao rồi, có bị thương không? Có bị cắt trúng tay không? Không có, Muội không sao. Chuyện gì hốt hoảng vậy? Đại nhân, lúc nãy tôi tới quán trà Thiên Nhất. Người tới đó làm gì? Người lấy thuốc cho chúng ta. Mấy ngày liền cứ dây dưa ở đó. Thời gian dài, tôi sợ hắn gây chú ý, càng sợ hắn tìm tới phủ, cho nên tôi cho hắn một ít ngân lượng, đuổi hắn đi rồi. Bà đỡ mới chết không đâu, lại không cứu được Ngọc Thị. Kim Nguyên Bảo không tìm được manh mối gì, chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh lực lên người ta lấy thuốc. Người lại đi tìm kẻ đứng mũi chịu sào đó. Đại nhân, lúc nãy khi tôi trở về, quả thật có cảm giác có người theo dõi. Vì vậy tôi di chuyển trong thành cả nửa ngày mới về được tới phủ. À Quý, ngươi đã bị lộ rồi. Kẻ lấy thuốc này nhất định cũng do Kim Nguyên Bảo phái tới, mục đích chính là tìm ra kẻ chủ mưu. Mà ngươi là thị vệ trưởng của Kim Phủ, số người quen biết ngươi không ít. Cho dù ngươi chỉ ngồi với kẻ lấy thuốc một chút, không cần bất cứ chứng cứ gì, thì Kim Nguyên Bảo đã về sự chú ý hoàn toàn chuyển sang chỗ chúng ta. Tôi xin lỗi đại nhân, là tôi liên lụy ngài. Ngài cứ yên tâm, cho dù Kim Nguyên Bảo có tra khảo ra tôi cũng sẽ không hé ra nửa lời. Bây giờ nói vậy có ích gì? Một kẻ còn sống sờ sờ như ngươi không phải chứng cứ lớn nhất sao?